Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 3 tháng 9 năm 2023 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cấp bến ngập nhà. Những mặt hàng lan đẹp ạ. Những cái dòng lan gọi là đáng sưu tầm và đáng thưởng thức nhất để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn với giá cực kỳ là yêu thương cô chú anh chị nhé. Giá thì rẻ, chưa bao giờ rẻ đến như vậy luôn đấy ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là lô kiều vuông cánh trắng cô chú anh chị này. Dòng kiều vuông cánh trắng cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. Một cái lô hàng phải nói là siêu mướt và siêu rẻ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Giá ở đây là 190.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị ạ. Hàng về tươi roi rói và đẹp tuyệt vời. Cắt tỉa sạch sẽ đẹp như thế này cô chú anh chị này. Hàng kiều vuông cánh trắng thì ít khi nào mà xuống dưới 250.000 cho 1kg lắm ạ. Hôm nay thì giá là 190.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì hôm nay em cũng vừa cập bến một cái lô sơn thủy tiên. À, đẹp mộng mơ luôn ạ. Lô sơn thủy tiên giả hành đều tăm tắp, căng mọng rất là tuyệt vời như này. Cắt tỉa sạch sẽ luôn. Sơn thủy tiên em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Cái dòng hàng mới, những chùm hoa vàng rực rỡ, cánh hoa dày, hoa cực kỳ là thơm đẹp. Và dáng hương đuôi chồn này, cây đều tăm tắp này, cô chú anh chị này. Đó, những cây vừa tầm ghép và đủ khỏe nhất để cô chú anh chị có thể dễ dàng thuần được trong cái thời điểm bây giờ. Cây chồn vẫn là những cây lan dễ dàng thuần cô chú anh chị nhé. Em bán đuôi chồn với giá là 170.000 trong 1kg ạ. Hoàng phi hạc bây giờ cũng đã đi vào giai đoạn thắt ngọn rồi đây cô chú anh chị. Đây này, cây cứng cáp và đã đi vào giai đoạn thắt ngọn rồi. Cô chú anh chị lấy về ghép bây giờ là yên tâm luôn để chờ đợi cho một cái mùa hoa xuân tuyệt vời nhá. Và hoàng phi hạc hôm nay thì cũng giá siêu rẻ, chỉ có 110.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị ạ. Đó, 110.000 cho 1kg, nói chung là giá thì lan bây giờ phải nói là nó rất là rẻ, cô chú anh chị có thể sưu tầm. Và bên này ạ là một cái lô quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 đây cô chú anh chị. Ở cái mùa này thì cây có phần hơi tóp lá nhưng mà nó là mùa hoa và cũng là cái mùa ghép đẹp nhất trong năm nhé cô chú anh chị nhé. Hiện tại này, một số cây đang có nhú nụ này. À, cô chú anh chị nhìn ạ, hàng bản lá ngắn rất là đẹp như thế này, có thể được gọi là hàng lá xếp luôn. Với giá em bán chỉ có 320.000 cho 1kg thôi. Cái dòng quế lan hương, quế trắng tháng 8 này. Chỗ này cô chú anh chị mà lấy 1kg là thoải mái ghép được những trụ to bự luôn hoặc là nửa kg. Cũng có những cái giò quế rất là đẹp rồi. Đây là lô quế rừng Trường Sơn cô chú anh chị nhé. Và dáng hương tem tam bảo sắc đẹp, xanh mướt mắt như thế này. Đó, ít khi có những cái lô hàng tam bảo sắc về mà nó xanh, nó đẹp như thế này lắm cô chú anh chị ạ. Đẹp. Đó, cây từ tầm trung cho đến cây lớn nhé cô chú anh chị nhé. Rất là tuyệt vời luôn như thế này. Và dáng hương tam bảo sắc của hàng ngày hôm nay, giá thì cũng rất là yêu thương cho cô chú anh chị. Một cái dòng lan mà có lẽ những ai chơi lan không thể thiếu rồi. 150.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Và dáng hương đuôi sắc đẹp cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Một cái lô dáng hương đuôi sắc đẹp tuyệt vời như thế này. Thân lá căng mướt luôn cô chú anh chị về ghép. Thì vừa trồng xong đã nhìn có vẻ sẽ gần như là cái hàng thuần luôn cô chú anh chị ạ. Dáng hương đuôi sắc em xin phép được bán với giá chỉ có 120.000 cho 1kg thôi. Đấy. Hàng thì cũng là cây tuyển chọn từ tầm trung trở lên hết rồi. Đây cô chú anh chị nhìn này, toàn bộ là cái lô hàng rất là đẹp như thế này. Đó, những cái cây vừa mà cô chú anh chị lên chậu thực sinh hoặc là ghép trụ cũng tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị mình nếu như muốn chọn kỹ thì có thể lấy cho em những cái hình này. Thì nó là một số hình những cây mà nó to hơn một chút. Và em đã chia ra theo hình ở đây thì cô chú anh chị có thể chọn này. Hình này em gọi là cái hình số 1 nhé. Phần số 1 của dáng hương đuôi sắt là một cây này. Đó, hai một cây mẹ con với cả thêm một cây bên này nữa là làm một chậu rất là tuyệt vời luôn rồi đúng không ạ? Cái lô này em xin phép được bán với giá là 75.000. Đấy, cây rất là to cô chú anh chị nhé. Phần số 2 cũng là một cái cặp đôi dáng hương đuôi sắc to bự như này. Cặp này em bán là 70.000 này. Và cặp số 3, cặp số 3 này là ba cây đây cô chú anh chị. Ba cây này phải nói là đẹp xuất sắc. Cây này cây mẹ con này, nhưng mà cây con hình như hơi hỏng rồi.
Đó, cây mẹ con ba cây đẹp xuất sắc như này. Phần này em xin phép được bán với giá là 110.000 cho ba cây này ạ. Và dòng dáng hương Hải Yến cho ai yêu mến cái dòng hoa tím mộng mơ và cái hương thơm rất là ngọt ngào quyến rũ đây cô chú anh chị. Dòng dáng hương Hải Yến cũng rất là tươi như vậy. Giá chỉ có 130.000 cho 1 kg thôi. Em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Và sang bên này là cái dòng dáng hương Bạch Nhạn. Dòng Bạch Nhạn cho ai yêu thích cái dòng hoa màu trắng với mùi hương thơm thuần thanh khiết nhẹ nhàng quyến rũ đấy ạ. Và ở đây thì em còn có hai lô duy nhất thôi cô chú anh chị nhé. Lô này em gọi là cái phần Bạch Nhạn số 2 đây. Cái phần này thì chắc phải tầm hơn chục cây cô chú anh chị ạ. Cây vừa vừa xinh xinh. Đó thì cái lô này em bán với giá chỉ có 50.000 thôi ạ. 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và phần bên này là phần số 2 này. Phần số 2 này thì có tất cả là 4 cây và 4 cây này lớn hơn. Đó, 4 cây này 4 cây to nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, chỗ này là còn có cả cây mẹ con nữa này. Đấy, 4 cây này to hơn. 4 cây to này cô chú anh chị về làm một cái chậu đẹp này. Giò đẹp, này, ghép đũa đẹp này. Cái chỗ này em bán với giá là 45.000 ạ. Sang bên này đây ạ, là một cái lô dáng hương Bạch Nhạn. Phải nói là hàng đẹp xuất sắc nhé cô chú anh chị nhé. Cái hàng rừng mà cô chú anh chị nhìn thấy là những cây lan rừng vận chuyển trên rừng về rất là khó khăn. Mà hàng về lựa chọn và những cái cây nó ít dập lá đẹp tuyệt vời như thế này thì phải nói rằng là rất là chọn rất là kỹ luôn rồi cô chú anh chị nhé. Hàng rừng thì không tránh khỏi đâu mà để được đẹp như thế này là chọn rất là kỹ luôn rồi ạ. Và cây cũng từ tầm trung xinh xinh trở lên để cô chú anh chị có thể trồng là sang năm có những cái bông hoa thơm ngát để mà thưởng thức ở mùa tháng 4 tới nhé cô chú anh chị. Và ở đây em xin phép được bán với giá là 580.000 cho 1 kg. Số cây ạ, em sẽ bán từ 0,1 kg. Và 0,1 cô chú anh chị có thể sở hữu từ 4 cho đến 6 cây cô chú anh chị nhé. 4 cho đến 6 cây. Đấy, cô chú anh chị muốn lấy cây lớn một chút thì có thể cái dây 0,3. Nếu như muốn lấy cây lớn một chút thì có thể là 3 cây là cho cho 100g là 0,1 kg. Còn nếu nhà cây vừa vừa em cứ bóc xô là nó sẽ rơi khoảng tầm 4 cho đến 6 cây cô chú anh chị này là tức là từ 4 cho đến 6 cây cô chú anh chị phải chỉ có một cái giò lan đẹp mà chỉ có mất có 58.000 thôi cô chú anh chị ạ. Hoặc là cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây cho em cũng được này. Ở đây em đang chia ra làm 3 phần, 2 phần đây cô chú anh chị. Phần này em gọi là cái phần số phần số 1 này là 3 cây rất là to luôn đây cô chú anh chị. Đó, 3 cây to vip như này. 3 cây này em xin phép bán 120.000 đây là cái phần 3 cây to em chọn trong lô ra nhé. Phần số 2 này. Phần số 2 là 2 4 7 cây cô chú anh chị ạ. 7 cây này 60.000 tức là mỗi một cây chưa đến 10.000, rất là rẻ đúng không ạ? Phần tiếp theo là phần số 3, phần số 3 thì cả một lô này hơn chục cây sao 2 này. 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng 10 cây với giá là 90.000. Dạ, sang bên này đây thì em có thêm cái dòng lan. Đây là cái dòng lan tiểu hồ điệp cô chú anh chị nhá. Nói là tiểu hồ điệp thôi nhưng mà khi mà sổ hoa ấy, bông hoa của nó vươn cao dài 4-50 cm luôn cô chú anh chị ạ. Và hiện tại thì cái dòng tiểu hồ điệp này không phải lúc nào cũng có, thỉnh thoảng mới có hàng về thôi. Dòng này thì đa màu sắc rất là xinh. Giá chỉ 150.000 cho 1 kg thôi, em cũng sẽ bán từ 0,3 kg. 0,3 đảm bảo cô chú anh chị có thể trồng cho mình một cái giò mà khi mà trồng những cái giò lan tiểu hồ điệp mà khi mà nở hoa ấy, đủ sắc màu rực rỡ luôn ạ. Sang bên này thì em có cái dòng lan hài. Nói chung là mỗi một cái loại lan hài thì nó sẽ có một cái vẻ đẹp riêng cô chú anh chị nhá. Đây là dòng lan hài dâu xanh. Cái mùa này đang là mùa hoa của dòng lan hài dâu xanh mà rất là tiếc là đây nó nở hết hoa rồi cô chú anh chị ạ. Cũng là cái mùa mầm này nên là cũng là cái mùa ghép rất là đẹp của dòng hài dâu xanh này, cần hoa vươn rất là dài luôn. Em bán cái dòng hài dâu xanh này với giá là 90.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Nói chung là mỗi một cái loại lan hài thì nó có một cái vẻ đẹp riêng này, là những cái bông hoa lan hài Henry với sắc hoa vàng rực rỡ rất là xinh đẹp luôn đấy ạ. Dòng không phải hài Henry chứ, đây là hài Helen, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Đây một khóm nhỏ mà lên chậu cho mình những giò lan rất là xinh xắn như thế này. Vân Bắc đây cô chú anh chị này. Đó, đây là những bông Vân Bắc. Nói chung là mỗi một loại lan nó có một vẻ đẹp riêng ạ. Ở đây thì em còn có một cái lô hài Henry đây đang nụ rất là tuyệt vời luôn ạ. Dạ, một cái dề này, hai dề này. Ồ chỗ này có hai dề à? Hai dề này về cô chú anh chị làm một cái chậu rất là đẹp luôn ạ. Và chỗ lan hài Helen hai dề rất là đẹp này, em bán là 60.000 cô chú anh chị nhé. Hai dề cực đẹp luôn mà nụ xinh xinh như này về cô chú anh chị thưởng thức hoa luôn ạ. Hai lô hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hồng duyên dáng xanh mướt luôn đấy cô chú anh chị. Hàng này thì có thể nở hoa vào thời điểm khá là sát Tết ạ. Một lô nghệ tâm như vậy em bán với giá chỉ có 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. Thân dài, nuột,
rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, cái lô nghệ tâm về rất là xinh. Và bên này đây ạ, là cái dòng lan hồ điệp. Dòng lan hồ điệp mà cho mình hoa canh năm ạ. Những cây lan rất là khỏe và rất là đẹp như này mà giá thì siêu rẻ, chỉ có 30.000 cho một cây thôi cô chú anh chị ạ. Dòng hồ điệp nhá, độ bền của hoa trên 2 tháng. Đó, khi mà cô chú anh chị về tự trồng thuần được những cây hồ điệp này tại sân vườn ấy thì chắc chắn một điều là sẽ cho cô chú anh chị những bông hoa căng và rất là tuyệt vời luôn ạ. Cô chú anh chị mình yên tâm. Đấy, những cây lan rất là khỏe như vậy, 30.000 cho một cây. 90.000 cô chú anh chị mình sở hữu ngay 3 cây hồ điệp rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bên này đây ạ, là những cây hoàng thảo chuỗi ngọc. Hoàng thảo chuỗi ngọc bây giờ thì cái lô hàng này về là cái lô đầu tiên và hàng thì tuyển chọn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Ít khi mà có cái lô chuỗi ngọc thuần nó đẹp như thế này, giả hành căng mướt luôn. Hiện tại cây đã thu hết ngọn rồi và tầm 1-2 tháng nữa là cây sẽ bắt đầu là cho nụ nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, chậu rất là nhiều thân đẹp như thế này này. Và giá ở đây em bán là 170.000 cho một chậu này. Một cái dòng lan mà không chỉ đẹp ở thân lá mà hoa thì vô cùng là rực rỡ luôn. Những cái giò này, những cái giò này sau này mà có nụ có hoa chắc chắn là không dưới 250 cho một giò cô chú anh chị ạ. Cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc rất là đẹp như thế này. Đó, một cái dòng lan mà sự kết hợp tuyệt vời giữa sắc đẹp của hoa và cái thân lá. Cô chú anh chị nhìn cho em, mỗi thân là thắt đốt sáng bóng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cây cực kỳ là khỏe, thân to mập đẹp như thế này. 170.000 cho một chậu thôi nhá cô chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi ạ, những cái bảng hoàng thảo vôi quá là khỏe. Đẹp luôn đúng không ạ? Trồng trên giá thể là bằng gỗ nhá cô chú anh chị nhá. Là rất là ổn định luôn và đảm bảo cô chú anh chị về có giò lan thơm nhức mũi. Cái độ thơm của cái hoàng thảo vôi này chỉ sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. Và một cái bảng hoàng thảo vôi mà đẹp khỏe như thế này, em bán là 140.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. 140.000 ạ. Và sang bên này đây ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái loại lan, đó là hạc vĩ thiên cung lữ bố. Chắc chắn những cái mặt hoa của thiên cung lữ bố không làm cô chú anh chị mình thất vọng vượt. À, trước đây mỗi một thân bé tí xíu hơn 100.000, hiện tại cả một cái giò lan như vậy này, giá chỉ có 140.000 thôi. Và em đếm sơ sơ mỗi một chậu thiên cung lữ bố này cũng hơn 10 thân cô chú anh chị ạ, từ 10 ít nhất là từ 10 thân trở lên. Đó, giá thì chỉ có 110.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Đây ạ, cô chú anh chị mình cùng em ngắm cái mặt bông của thiên cung lữ bố nhé. Hàng em bao chuẩn mặt bông như thế này ạ. Đó, hoa thì quá là tuyệt vời đúng không ạ? So với cái lan rừng thì cái thiên cung lữ bố này hoa nó đẹp hơn rất là nhiều lần cô chú anh chị ạ. Cái sắc hoa màu hồng sáng rất là tuyệt vời như thế này ạ. Mà giá của một chậu như thế này rơi có 110.000. Đấy, cô chú anh chị thấy là thậm chí rẻ hơn rất là nhiều so với cả hàng rừng. Mà hoa thì lại rất là xuất sắc như thế này. Một cái dòng lan phải nói đáng, rất là đáng mà thưởng thức đúng không ạ? Và cây thiên cung lữ bố ấy, thì bây giờ cô chú anh chị nhìn này, thu hết ngọn rồi. Đó, căng thân căng rất là đẹp như thế này, đảm bảo cho một mùa hoa rực rỡ nhé. Bên này đây sẽ là cái dòng lan giả hạc hoa hồng đỏ. Trước đây cũng là một cái dòng lan mà rất là hot hit, trên một thân cũng hơn 100.000 cô chú anh chị này. Đó, giả hoa hồng đỏ, sai hoa một cách tự nhiên và cánh hoa hồng đỏ rất là tươi, rất là sáng như này. Thì một cái chậu giả hoa hồng đỏ mặc dù thân bé thôi nhưng mà khi mà sổ hoa bông hoa to lắm của chú anh chị ạ. Đấy, chậu cũng hơn chục thân ạ. Giá em bán ở đây sẽ là 120.000 cho một cái chậu giả hoa hồng đỏ nhá. Bên này đây sẽ là những cái cây, những cái chậu đen rô da da, đủ màu sắc xinh đẹp luôn cô chú anh chị này. Nó cho mình hoa quanh năm cô chú anh chị ạ. Cho mình hoa quanh năm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Một cái một chậu thì nó có khá là nhiều thân như thế này. Đó, thân này đang nụ đang hoa thì bắt đầu tàn hoa thì thân khác nó sẽ lên nụ. Và một cái chậu nhiều giả hành như này, về cô chú anh chị vừa thưởng thức hoa lại vừa chăm sóc để cây nó sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, để cho những cái bông hoa dài và đẹp hơn này. Thì giá ở đây em bán có 25.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. 25.000 cho một cái chậu đen đô da da này quá tuyệt vời luôn. Đây cô chú anh chị nhìn này. Đó, trong một cái chậu như này vừa có cây nở hoa vừa có cây nụ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Dòng cho hoa quanh năm nhé cô chú anh chị nhé. Xinh đẹp mà có 25.000 cho một chậu ạ. Sang bên này đây là những cái cây lan phi điệp tím mà mặt hoa rất là tuyệt vời, được nhà vườn người ta nhân giống. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là giả hạc Di Linh Xuân. Cô chú anh chị biết rồi, cái dòng giả hạc Di Linh Xuân này thì hoa thường là nở vào thời điểm Tết. Đó, hàng này là hàng ươm ki nhá, cô chú anh chị nhìn cho em này, nó là hàng ươm ki đó. Đương nhiên là cái mặt bông phải rất là tuyệt vời thì người ta mới nhân ươm ki nhân giống đúng không ạ? Đó, để gói dòng lan gọi là mặt hoa đẹp có giá trị thì người ta mới, nhà vườn người ta mới nhân giống ạ. Thì một cái chậu rất là đẹp như này rơi ít nhất là từ 4 thân trở lên. Giá ở đây chỉ có 70.000 cho một chậu thôi, giả Di Linh Xuân nhé cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây sẽ là cái dòng phi điệp Hòa Bình ạ.
Phi điệp hòa bình, cái dòng lan nổi tiếng với cái thân hoa, thân nuột dài, thân thủ dài tuyệt vời luôn. Đấy, cũng là hàng ươm kỳ này. Ngoáy giò phi điệp hòa bình như vậy rơi từ ít nhất là 4 thân trở lên, khỏe đẹp. Giá chỉ có 70.000 cho một chậu, cô chú anh chị về vừa thưởng thức hoa, lại còn vừa được một cái chậu lan giống đẹp có 70.000 ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu phi điệp tím hàng rừng nhá. Đây là những cái chậu phi điệp tím hàng rừng, một cái chậu rất là sum suê như này. Và chắc chắn một điều đây cũng là những cái mặt bông rất là tuyệt vời, bởi vì chỉ có những mặt bông đẹp thì nhà vườn người ta mới nhân và giữ giống thôi cô chú anh chị ạ. Chậu này em bán có 70.000 cho một giò. Và bên này đây ạ là những cái chậu lan quân tử. Em còn có hai chậu duy nhất, một cái chậu này rất là đẹp này, em bán 70.000 cho chậu số 1 này. Và chậu số 2, chậu quân tử số 2 này nó xấu xí, nó hơi nói chung là lá nó hơi xoắn suýt một chút xíu này. Nó hơi lệch vẹo một chút chứ. Cây này em bán là 50.000 nhé cô chú anh chị nhé. Một cái cây mà vừa mang cái vẻ đẹp, tạo không gian xanh mà vừa mang rất là nhiều những tác dụng tuyệt vời luôn, như là diệt, như là làm sạch không khí này. Có thể loại bỏ ngay cả những cái tia sóng từ điện thoại hay tivi luôn, tạo ra một cái môi trường cực kỳ là trong lành. Và sang bên này đây thì em có những chậu lan cát lai A. Dòng lan cát bông đại nhé cô chú anh chị nhé. Cái mặt bông phải nói là cực kỳ là đẹp luôn, với sắc hoa tím hồng rất là đẹp. Ngay từ cái thân của nó cô chú anh chị cũng đã nhìn thấy cái phớt hồng rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Thân đỏ rất là đẹp rồi. Đấy, một cái chậu lan thuần như vậy em bán có 120.000 cho một giò thôi. Dòng cát lai A, cát một lá nhé cô chú anh chị nhé, bông đại ạ. Và bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là cái dòng lan thiên nga. Dòng thiên nga cô chú anh chị cùng ngắm cho em. Mỗi một cái cây thiên nga này thì đó là năm thứ bao nhiêu rồi đây cô chú anh chị? Năm thứ tư, thứ năm, thứ ba, thứ tư, thứ năm trở lên hết rồi ạ. Và chắc chắn là đến 1-2 tháng nữa là sẽ cho cô chú anh chị những nụ hoa rất là tuyệt vời nhé cô chú anh chị nhé. Đó. Và hàng ở đây thì mỗi một chậu thiên nga như vậy em bán có 60.000 thôi cô chú anh chị ạ. Hàng này thì hiện tại em đang có 4 màu sắc cô chú anh chị mình lựa chọn này. Màu xanh cốm ạ, màu đỏ, màu nâu đốm rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và màu đen, một cái dòng lan màu đen là tượng trưng cho vẻ đẹp huyền bí. Đó. Hình như là chỉ có cây thiên nga là có hoa màu đen thôi cô chú anh chị nhỉ? Thì đây, một cái cây lan thiên nga đẹp như thế này, giá chỉ có 60.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Hết lô này đi thì em nghĩ rằng là rất là hiếm, rất là khó để mà có được một cái cây thiên nga mà nó đẹp trưởng thành như thế này mà giá chỉ có 60.000 cô chú anh chị ạ. Bởi vì giá thiên nga thì trước đây em cũng đã rất là nhiều cô chú anh chị hỏi, tuy nhiên thì giá nó rất là đắt, em cũng không dám lấy về. Đợt này thì có được một cái lô đẹp như thế này thì rẻ nữa, nên là em cũng lấy về để giao lưu cùng cô chú anh chị. Đây, thiên nga này về nhiều, mùng 8 tháng 8 của chú anh chị, 170.000 cho một chậu bao ship. Chú anh chị thấy ạ, cũng 3 màu sắc. Đấy, thì ở đây em bán có 60.000 cho một chậu thôi. Đấy, người ta bán 170 đúng không ạ? Ở đây là bán em bán 60.000 về cô chú anh chị. Chăm những cây này sang năm chắc chắn là sẽ rất là to đẹp luôn rồi. 240.000 sở hữu ngay một bộ combo 4 màu sắc thiên nga rất là tuyệt vời. Sang bên này đây sẽ là những cây lan vũ nữ này. Đây là cái dòng lan vũ nữ, dòng ngọc nữ của chú anh chị nhé. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của Socola Baby ở bên ngoài rất là tuyệt vời luôn, thơm ngát cô chú anh chị ạ. Mỗi một cái loại thiên vũ nữ thì nó có một vẻ đẹp riêng, đặc biệt khỏe, nở hoa quanh năm. Một cái chậu ngọc nữ này giá là 160.000 ạ. Và bên này đây ạ là cái chậu lan, một cái dòng lan vũ nữ phải nói siêu thơm, đó là cái dòng lan vũ nữ hồng lâu mộng. Đây là cái chậu vũ nữ hồng lông mộng màu trắng và chi chít là nụ luôn. Em bán là 100.000 cô chú anh chị nhé. Còn duy nhất một chậu này thôi. Còn bên này thì em còn có cái dòng lan vũ nữ hoàng kim ạ. Hoa đỏ, hoa vàng rực rỡ, sáng rất là đẹp, như là cần hoa cao dài 40-50 cm cô chú anh chị ạ. Đấy, hoa cực kỳ là bền luôn. Đó. Cái dòng vũ nữ hoàng kim này thì em đang có một cái chậu này. Tuy nhiên thì cái cần cái thân mà đang hoa như này này, nó bị bật gốc lên cô chú anh chị ạ. Cái chậu này em bán xả luôn. 40.000 cho cô chú anh chị nào lấy về làm giống sưu tầm cô chú anh chị nhé. 40.000 thôi ạ. Đó. Vũ nữ hoàng kim em còn có một chậu duy nhất này thôi. Còn đây là vũ nữ phượng hoàng đây cô chú anh chị. Cái sắc hoa thì hồng rực rỡ, đỏ, màu cam lửa rất là đẹp. Dòng vũ nữ phượng hoàng cô chú anh chị ạ. Thì cây này, chậu này hiện tại cũng đang còn có một cái vòi bông này. Em bán cái chậu này với giá là 80.000. Đấy, em có chậu 2 giả hành với giá em bán là 80.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp sang bên này ạ. Tiếp sang bên này ạ là những cái chậu lan trầm rồng đỏ. Mà có lẽ những ai chơi lan những ngày Tết đến xuân về đều muốn sở hữu cho mình những giò lan trầm rồng đỏ để mà thưởng thức hoa xuân hoa Tết ạ. Trước đây một cái thân trầm rồng đỏ hơn 300.000, đây là cô chú anh chị này. Hoa với cái sắc hoa đỏ thắm rất là đẹp như này, môi tuyết cực xinh giống như trầm rừng. Nhưng mà hoa thân lại thân to hơn và hoa cũng to hơn,
cực kỳ là nổi bật, và một chậu một thân thôi cũng đã đủ rực rỡ rồi đấy. Và hiện tại thì em đang có những cái chậu rất là tuyệt vời như này mà giá cực rẻ luôn để cô chú anh chị có thể sở hữu. Bây giờ cây đã thu ngọn hết rồi đây, cô chú anh chị nhìn thấy chưa, đã cây đã thu ngọn nhé. Thân to đùng luôn, thân thắt đốt to đùng rất là đẹp, lá xếp tăm tắp như vậy. Cái chậu này em gọi là cái chậu số 47 ạ. Em bán chậu 47 này với giá là 110.000 đây cô chú anh chị, bốn tổng 4 thân nhé. Chậu số 48 cũng là tổng 4 thân ạ, với giá cũng 110.000. Và chậu tiếp theo 49 này, chậu này em xin phép bán 100.000 thôi. Và chậu 50, ba thân rất là to, rất là đẹp. Đó, lá xếp đẹp như này, em bán chậu này với 110.000. Chậu 51 cũng sẽ có giá là 110.000 đây. Chậu này rơi vào 6 thân nhé cô chú anh chị nhé, 110.000 ạ. Chậu 52 cũng với giá là 110.000, ba chậu ba thân siêu VIP luôn cô chú anh chị ạ, 110.000 quá đẹp ạ. Và chậu tiếp theo 53 cũng với giá là 110.000. Đẹp chưa cô chú anh chị? Thân to đùng như ngón tay cái luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đây này. Đó. 110.000 cho chậu này. Và sang bên này là một cái chậu HO duy nhất ạ, năm cánh trắng hiển oanh. Thời làm mưa làm gió, chậu này trước đây phải rơi tầm 70-80 triệu, hiện tại chậu này em bán là 50.000 đấy cô chú anh chị nhé. Hàng chuẩn mặt bông cây giống. Đấy. Thậm chí còn có cả tên của người trước đây đã từng gửi nhà vườn đây. Đăng đây cô chú anh chị. Tên là anh Đăng hay anh gì đó. 50.000 cho chậu hiển oanh này. Sang bên này đây ạ, là những cái loại lan đẹp mà đáng sưu tầm nhất mà em đã chia theo từng hình rồi, đặc biệt là một cái lô quế lan hương. Cái mùa ghép tuyệt vời, cái lô quế rừng Trường Sơn hàng lá xếp rất là đẹp. Giá thì cực kỳ là yêu thương để cô chú anh chị có thể trồng chăm, chứ không phải là cô chú anh chị không phải mà mua với cái giá một cái chậu quế một thân đắt đỏ 700-800.000 đâu cô chú anh chị ạ. Rất là rẻ luôn. Ở đây trước tiên sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo, loại lan đặc hữu của vùng Cao Bằng trước ạ. Hình này em gọi là cái hình số 1 đi cô chú anh chị nhá. Hình số 1 này. Một cái phần mà trước đây nó là ba cái ngọn cáo mẹ con, rất là nhiều con cô chú anh chị. Tuy nhiên thì chắc là để lâu nên là phần gốc của nó tách nhau ra thôi. Đấy, ba cây rất là to đẹp như thế này ạ. Và hình này em xin phép được bán nó với giá là 180.000 cho ba cây cáo to và cây mẹ con này cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số 2. Đó. Nói chung là hình số 2 này có 5 cây, cũng trong đó cũng có cây mẹ con này, hai cây mẹ con luôn cô chú anh chị ạ. 5 cây này em xin phép được bán nó với giá là 110.000 cô chú anh chị ạ. Đấy, thì cô chú anh chị thích lấy cái kiểu gì cũng được cô chú anh chị nhá. Hàng rẻ có, hàng đắt hơn một chút xíu có. Một cái phần mà rất là nhiều cây lá xếp đấy ạ, là cái hình số 3. Hình này em xin phép được bán là 120.000 đây. Cái lô này tổng là 13 cây, rất là nhiều cây xếp. Hình số 10, hình số 4 này, hình số 4, đây là hình số 3 chứ. Hình số 4 ạ, cũng là 2 4 6 cây. 6 cây này em bán chỉ có giá 110.000 thôi, là 6 cây to nhé quý anh chị nhá. Sang hình tiếp theo số 5. Hai hình này cũng 6 cây. 6 cây này em bán 110.000 quý anh chị ạ. Dạ, sang bên này đây sẽ là những cái cây nhạn rừng nhá. Nhạn rừng mà đã nhận được nhà vườn trồng thuần trong chậu như thế này rồi. Đó. Và từ những cái cây nhạn rừng để mà được những cái cây to và đẹp như này chắc chắn người ta phải trồng ít nhất là 3 năm quý anh chị ạ. Chứ không phải là từ một cái cây nhạn rừng nhỏ kia. Đấy. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể mua những cái cây nhạn này về nó rất là rẻ, 58.000 có thể sở hữu 4 cho đến 6 cây, thậm chí 10 cây. Đấy. Thì chỉ có 58.000 thôi. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể chọn những cái chậu lan thuần này, cũng là những cái cây rừng mà được nhà vườn người ta trồng thuần rất là lâu. Thì ở đây em đang có cây này này. Những cái cây như này thì cô chú anh chị về chỉ cần sở hữu 2 cây thôi, trồng làm một chậu thôi là rất là VIP rồi. Hình này là gọi là hình 65, nó không khác gì cái nhạn 4N luôn cô chú anh chị ạ. Hình số 6 với giá là 65.000 cô chú anh chị nhá. Hình số 7 này 75.000. Nói chung là cô chú anh chị cứ lấy giúp em một cặp như này, đó, rơi vào 130.000 đúng không ạ? Là mình có chậu lan rất là VIP luôn đấy ạ. Hình số 8 này. Chậu số 8 này một cái cây rất là to, em bán 80.000. Cây rất là to luôn. Và chậu số 9 là một cặp đôi. Một chậu cặp đôi lá xếp rụt rất là đẹp luôn. Hai cây rất là đẹp như này, em bán 140.000 cô chú anh chị nhá. 140.000 đó, không khác gì hoàng nhạn của nhạn 4N của Thái luôn đúng không ạ? Thực ra nhạn 4N của Thái nó cũng là cái cây từ xuất phát từ rừng thôi cô chú anh chị ạ. Mà kiểu như là nó đẹp ấy nên là nó được nhà vườn nhân và gieo hạt thôi. Chứ nó không phải là cây nhạn khác cây nhạn rừng đâu cô chú anh chị ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10 này. Hình số 10 đây. Cũng là một cái cặp đôi rất là xinh đẹp luôn ạ. Đó, và cặp đôi này em bán là 130.000 ạ. À 130.000 đi. Sang hình tiếp theo là hình 11 nhá, là một cây duy nhất này. Một cây duy nhất rất là đẹp, lá to đùng luôn. Cây này em bán là 65.000. Và cây tiếp theo hình số 12.
Số 12 này em bán với giá là 75.000 cái cây này, lá úp thìa rất là đẹp. Và cây số 13 với giá cây này sẽ là 70.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cây số 14 là 75.000 ạ, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Ồ cây này thì không phải 75.000, cây này em xin phép được bán 80.000 đi cô chú anh chị. À thôi, 75.000 bởi vì nó hơi rách lá ở đây một chút xíu thôi. Hình tiếp theo là hình số 15. Hình số 15 cây này em bán với giá là 55.000 đi ạ. Và hình số 16 này. Số 16 cây này với giá là 70.000 ạ. Sang bên này đây sẽ là những hình quế lan hương của chú anh chị này. Đầu tiên sẽ là cái hình quế lan hương số 17 ạ. Cả một cái lô quế rừng Trường Sơn hoa trắng rất là thơm. Hoa trắng rất là thơm của chú anh chị nhá. Cái mùa này thì nhìn nó hơi héo nhá của chú anh chị nhá. Mùa này rất là hanh khô nên cây hơi héo nhưng đảm bảo là cái mùa ghép tuyệt vời nhất trong năm đấy ạ. Gọi là dòng đệ nhất hương đây, cái phần quế này. Tổng tất cả là có 5 ngọn. Hình này em xin phép được bán là 200.000. Ở đây em nói là 5 ngọn bởi vì là chỗ mà một cái nhành dưới này nó có 2 ngọn nhá. Thành là 4 ngọn thành 5 ngọn luôn. Và sang bên này đây sẽ là cái hình số 18 này cô chú anh chị này. Đó, 4 cây vip xịn sò như này. Đó, xếp tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Cây này này. Cô chú anh chị nhìn những cây này, lá to. Xếp thẳng đứng rất là đẹp. 4 cây này em xin phép bán 280.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19 này. 19 đây cô chú anh chị. Hình 19. Hình 19 này cũng là 4 cây xếp thẳng nhá. Cây này đang chuẩn bị bung lụa này, nụ trắng bôm bốc luôn này. 4 cây này đấy, xếp rụt nữa cô chú anh chị ạ. Xin phép em bán với giá là 190.000 cho cái hình số 19 ạ. Và sang hình số 20. Hình số 20 cô chú anh chị nhìn cho em. Đây là một cái giò quế thuần nhá. À không phải thuần mà là nó là hàng nguyên bản chứ cô chú anh chị. Một cây mẹ với cả bao nhiêu cây con đấy? 3 cây con ạ. Cây con xếp rất là đẹp luôn, cây mẹ. Cây mẹ 4 vòi hoa và cây con hiện tại cũng đang có một vòi hoa. Đấy, hoa trắng rất là thơm ạ. Dạ. Đó. Đây này cô chú anh chị thấy hoa trắng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Em quay xa để cô chú anh chị nhìn mình nhìn tổng thể nhá. Đây. Rất là tuyệt vời. Một cây mẹ với cả 3 cây con rất là tuyệt vời. Và cái hình này em xin phép được bán với giá là 350.000 cô chú anh chị nhá. Cái bộ rễ của nó bám cái giá thể rất là chắc chắn luôn. Về cô chú anh chị chỉ việc treo như này và thưởng thức hoa thôi cô chú anh chị ạ. Đẹp. Đẹp rất là đẹp luôn ạ. Một mẹ 3 con, lá xếp rất là đẹp. Xin nhắc lại giá là 350.000 cô chú anh chị nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 21 này. Hình 21 là một phần quế những cây lớn của chú anh chị ạ. Chỗ này cô chú anh chị về ghép trụ thì quá tuyệt vời ạ. Và cái lô quế này em xin phép bán nhá. Cây mẹ con này, cái bộ rễ bây giờ đang bắt đầu đâm mới này cô chú anh chị nhìn thấy này. Đó, cây này thì em treo trong vườn khá là lâu rồi, cây bắt đầu là chuẩn bị là ra rễ mới đến nơi rồi. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 380.000 cô chú anh chị ạ cho cả lô quế rất là nhiều này. Sang hình tiếp theo là hình 22 ạ. Đây cũng là cây quế mẹ con này. Có hai cây quế rất là to và dài đẹp như thế này là hình 22. Là cái hình số 22 nhá. Xin phép em bán cái hình này với giá là 320.000 ạ, 320.000. Nói chung là cô chú anh chị muốn lấy hàng rẻ hơn thì mua hàng cân bên kia. Đó, 350.000 cho 1 kg được hẳn một ôm luôn cô chú anh chị nhá. Còn những cây này thì nó sẽ là tuyển thì nó sẽ đắt hơn một chút xíu. Hình tiếp theo là hình số 23. Quá vip đúng không ạ? Một cái hình quả phải nói là quá vip và một cái cặp đôi hai cây rất là đẹp này. Xin phép em được bán với giá là 320.000 cô chú anh chị nhá. 320.000 cho một cái cặp đôi rất là vip mà không bỏ lá chân luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, ở những nơi khác có lẽ người ta bán một cây như thế này thôi cũng phải tầm vài 300 rồi. Cả một cái cặp đôi như này em bán 320.000 cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 24. Cặp đôi. Phần này 3 cây, cây nó hơi tóc lá thôi chứ cây mà là căng lá thì quá đẹp. Khi này em bán với giá là 190.000. Và sang hình tiếp theo cũng rất tuyệt vời đây cô chú anh chị. Hình quế này này. Cái bản lá rất là to luôn cô chú anh chị nhá. Tiếc là cái mùa này lá cứ nhăn nheo thôi. Cặp cây mẹ con cô chú anh chị ạ. Cặp mẹ con rất là đẹp. Hai cây mẹ con rất là đẹp mà lá. Đặc biệt là cái cây này thì phải nói là tuyệt vời luôn. Hình này em xin phép được bán với giá là 260.000 cô chú anh chị nhá. Hai cây mẹ con rất là đẹp ạ.
Và sang hình tiếp theo là cái hình số 26, hình này em bán với giá là 210.000. Và hình số 27 ạ. Cái lô 27 này thì em bán với giá là chỉ có 170.000 thôi, hình này có 5 ngọn. Hình 28 là một cái phần quế xếp giống, phần này thì có tất cả là 15 cây, giá đây là 170.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là những cây châu mít ạ. Những cây châu Thái, hàng mít, hàng xếp rụt. À đây là một cái cây lá kẻ nhá cô chú anh chị nhá. Cây lá kẻ, cô chú anh chị có thể tìm hiểu cây lá kẻ trên thị trường. Đó, ở đây cây lá kẻ này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá để cô chú anh chị sưu tầm là 400.000 cho cây lá kẻ này nhá. Cây châu rừng lá kẻ mà những cái lá còn lại nó không, gần như là cũng không có lỗi cô chú anh chị này, rất là đẹp. Đấy, lá kẻ rất là rõ cả cái mặt trên, cả mặt dưới nhá cô chú anh chị nhá. Cây này em xin phép bán 400.000 ạ. Và cây hình tiếp theo, cây rất là khỏe mà lại lá kẻ nữa. Cây em nghĩ là cũng rất là giá trị. Hình tiếp theo là hình số 30. Cái cây này em bán là 150.000 này. Cây xếp rất là rụt luôn cô chú anh chị ạ. Và cái độ lớn của nó nhá thì em cân thử dao động từ 0,4 cho đến 0, trên dưới 0,4 đến 0,5. Cây này cũng là mít quá rụt luôn. Đó, cây này thì phải nói là cực kỳ là đỉnh. Cái này em bán là 170.000 ạ. Và hình số 32, cây này em bán 150.000 này. 150.000 cho hình 32, quá đẹp ạ. Hình số 33 cũng là 150.000. Hình 34 này cũng 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cây 34 này em bán là 150.000 đi. Tại vì là hình tiếp theo 36, hình 36 em bán là 100.000 thôi bởi vì bị cắt một lá. Hình 37. Với cây rất là to, rất là đẹp luôn, nhiều cặp lá đây. Cây này em bán là 160.000 nhá. Rất là to luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình châu rừng, hình 37 châu rừng. Ba cây châu rừng này to bự luôn, có 170.000 thôi ạ. Rất là to nhé cô chú anh chị nhá. Hình 38 160.000 cho cặp đôi châu rừng này. Và hình tiếp theo 30, hình số 40. Hình số 40 luôn rồi. 39 và 40 em làm một hình luôn. 120.000 cho cả cặp đôi này. Đấy, hình này thì nó hơi lỗi lá một chút. Bên này đây sẽ là những cái chậu lan hài Helen. Helen nhá cô chú anh chị, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Lúc nãy em nói giới thiệu cô chú anh chị rồi, em có một phần duy nhất cái bán 60.000, hoặc cô chú anh chị có thể lấy luôn chậu thuần này cho em. Chậu này là chậu 41 150.000. Chậu 42 cũng với giá 150.000. Chậu 43 150.000 ạ. Chậu 44 150.000. Chậu 45 hiện tại đang có một cái chiếc hài màu vàng óng rất là xinh đẹp đang nở hoa, chậu này em bán 150.000. Và chậu 46 cũng là 150.000 ạ. Em giới thiệu đến cô chú anh chị đó là mật ong khoái, một món quà phải nói là tuyệt vời của thiên nhiên. Những cái tổ, những cái lô mật ong khoái cuối mùa đặc sánh và vàng óng, mở nắp ra là thấy thơm, mùi thơm nức nở luôn cô chú anh chị ạ. Đó, và giá ở đây em đang bán là 200.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Cái này cô chú anh chị làm quà tặng, quà biếu sử dụng cho gia đình thì phải nói là quá là tuyệt vời ạ. Mật ong khoái thì chỉ có trên rừng thôi chứ không có nuôi được nhé cô chú anh chị nhé. Ngày đây thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong kg. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 5.000 trong một cặp. Atonic 12.000 trong một gói và dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. B1 thái 40.000 trong một lọ. B12 giải độc cho cây 30.000 trong một lọ. Xúc cơ thai hormone tăng trưởng 50.000 trong một lọ. Liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu da dễ N3M 30.000 trong một lọ. Thuốc đặc trị côn trùng 70.000 trong một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan trọng có kiểm soát đồng giá 30.000 và ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 trong một lọ. Cắt tan đặc trị thối nhũn 40.000 trong một 40.000 trong một lọ nhé. Kinkinbun cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 trong một gói. Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 trong một túi Chichodema này. Phân dê ạ, chiều một cái túi phân dê như vậy dài 20 cm với giá 4.000. Và bên này thì em có thêm phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 trong một túi và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong 1 trên 2 tháng. Sản phẩm bán 35.000 trong một túi 1 kg. Cái sản phẩm phải nói cực hoàn hảo bởi ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu và hạn chế nấm bệnh tuyệt vời, và đặc biệt là cực kỳ là lành, thoải mái bón trộn giá khe thể mà không sợ đen đầu rễ luôn ạ. Bên này thì em vẫn có tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Dạng treo, dạng lăng và dạng nhỏ giọt ạ. Đây là hoàn toàn từ chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời cô chú anh chị có thể tham khảo. Đặc biệt là giảm đau hiệu quả mà
cái mùi hương của nó thì có giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời luôn. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.